Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Công ty Space Pioneer thông báo, tên lửa Tianlong 3 trong khi thử nghiệm đã tách khỏi bệ phóng và rơi xuống khu vực đồi núi của thành phố Gongyi, miền Trung của Trung Quốc. Theo thông tin từ công ty Space Pioneer, tên lửa Tianlong 3 gặp lỗi cấu trúc trước khi rơi xuống. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 43 phút ngày 30 tháng 6, động cơ tên lửa khai hỏa theo kế hoạch. Tuy nhiên, sai sót về kết cấu đã khiến tên lửa tách khỏi dàn phóng và lao lên, sau đó rơi xuống vùng núi cách nơi thử nghiệm khoảng 1,5 km và làm một số khu vực xung quanh bốc cháy. Tuy nhiên, khu vực này nằm trong vùng an toàn. Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Củng Nghĩa cho biết, khu vực an toàn nằm sâu trong núi và cách xa khu dân cư. Ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn và không có thương vong nào về người xảy ra. Theo giới thiệu của Space Pioneer, Thiên Long 3 là phương tiện phóng chất lỏng cỡ lớn được công ty này thiết kế để xây dựng tròm sao Internet vệ tinh của Trung Quốc. Tính năng sản phẩm tương đương với Falcon 9 của SpaceX. Đây là tên lửa tái sử dụng, có thể giúp giảm đáng kể chi phí thực hiện các sứ mệnh phóng. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi chuyến bay đầu tiên thành công, Thiên Long 3 sẽ chính thức bước vào giai đoạn phóng thương mại hàng loạt vào nửa cuối năm 2024 và sau đó sẽ có khả năng cung cấp dịch vụ phóng thương mại với hơn 30 lần phóng mỗi năm. Hồi tháng 4 năm 2023, Space Pioneer cũng từng phóng tên lửa nhiên liệu lỏng Thiên Long 2, trở thành công ty tư nhân đầu tiên của Trung Quốc phóng tên lửa nhiên liệu lỏng lên không gian. Theo phóng viên hãng thông tấn TASS, các máy bay Israel đã vượt tường âm thanh trên bầu trời thủ đô Beirut của Liban gây ra những tiếng nổ lớn. Nhóm máy bay này bay qua thùng lũng Bekaa và sườn núi phía đông ở Liban, đồng thời tiến hành các cuộc không kích giả định nhằm vào Jezdin, Iklim Antufa, Nabatie, Rachaya, Anfuka, Sera và Tire khiến nhiều người hoảng sợ. Các nhân chứng cho biết bốn vụ nổ lớn đã xảy ra ở khu phố Saren, ngoại ô Banbek, cách Beirut 90 km, nơi đặt tiền đồn chính của lực lượng dân quân vũ trang CI thuộc phong trào Hezbollah. Hiện chưa có thông tin chi tiết về cuộc không kích này. Trước đó, người phát ngôn quân đội Israel Avichai Adre tuyên bố hai tên lửa chống tăng được phóng từ miền nam Liban đã rơi xuống ngôi làng Misgab Am, miền bắc Israel mà không gây thương tích nào. Đáp lại, lực lượng Israel nhắm vào nguồn phóng bằng hỏa lực pháo binh. Hezbollah đã thừa nhận thực hiện hàng chục vụ tấn công bằng tên lửa, bao gồm cả các vụ nhằm vào căn cứ quân sự gần thành phố Kiryat Shmona, cũng như các vụ sử dụng thiết bị bay không người lái chứa đầy chất nổ nhằm vào một địa điểm quân sự ở phía tây Galilee và một số cuộc tấn công khác dọc biên giới. Tình trạng gia tăng căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực. Các hoạt động pháo kích lẫn nhau giữa hai bên đã gia tăng đột biến trong tháng này. Trong khi đó, báo Washington Post vừa qua đưa tin chính phủ Mỹ đang nghiên cứu nhiều phương án giải quyết xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Liban, theo báo này, giới chức Mỹ đang cố gắng kiềm chế giao tranh giữa Israel và Hezbollah, trong khi phong trào này khẳng định sẽ không lùi bước cho đến khi Israel dừng cuộc tấn công trên bộ vào giải Gaza. Báo Washington Post dẫn các nguồn tin cho biết, mặc dù các quan chức Mỹ tin rằng Hezbollah sẽ bám sát mục tiêu, nhưng cũng đang nghiên cứu các phương án dự phòng để giảm tình trạng căng thẳng. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo đã phê duyệt kế hoạch hành động cho một cuộc tấn công vào Liban. Ngoại trưởng Israel sau đó cho biết nước này đã rất gần với quyết định thay đổi các quy tắc đối với Hezbollah và Liban để ngỏ khả năng triển khai cuộc giao tranh tổng lực và tấn công mạnh vào Liban để giải tán phong trào này. Trong khi đó, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cảnh báo phong trào này có thể xâm nhập miền Bắc Israel nếu cuộc đối đầu ngày càng gia tăng căng thẳng. Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cũng đưa ra cảnh báo đối với Israel rằng cuộc tấn công tổng lực vào Liban sẽ khơi mào cuộc giao tranh hủy diệt. Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tình báo Áo ngày 29 tháng 6 cho biết, trong hơn 2 năm qua, số lượng nhân viên chính phủ Nga ở Áo đã tăng lên hơn 500 người, một phần đáng kể trong số họ là tình báo. Theo báo trên, thủ đô của Áo đã trở thành một trung tâm tình báo lớn của Nga ở châu Âu, nơi các đặc vụ của Moscow đang lên kế hoạch và tiến hành các hoạt động đặc biệt chống phương Tây. Bài viết lưu ý rằng tình báo châu Âu và Mỹ nhận định, Viên hiện là căn cứ lớn cho các hoạt động bí mật của Nga, bao gồm tài trợ và hỗ trợ hậu cần cho các vụ ám sát, phá hoại và tuyển dụng gián điệp trên khắp châu Âu, cũng như các hoạt động tình báo công nghiệp và gây ảnh hưởng. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ áo cho biết, các cơ quan tình báo đã biết rằng nước này đã trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo của Nga. Các cơ quan đặc biệt của áo đang cố gắng chống lại các mối đe dọa trong khuôn khổ luật pháp hiện hành. Đại diện của các cơ quan đặc biệt của Nga có trụ sở tại Viên bị nghi ngờ hỗ trợ tuyển dụng và tài trợ cho các hoạt động theo dõi nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây từ Ba Lan đến Ukraine. Ushijuner cũng cho rằng chiến dịch ám sát phi công trực thăng quân sự Mi-8 của Nga Maxim Kostynov, người đã bàn giao một chiếc trực thăng Nga cho tình báo Ukraine và sau đó ở lại Tây Ban Nha, đã được chuẩn bị tại Viên. Nga được cho là đang mở rộng mạng lưới gián điệp của mình bằng cách tuyển dụng dân thường, tội phạm, tin tặc và thám tử tư để tấn công và giám sát cơ sở hạ à tầng quan trọng cũng như các hoạt động khác trên khắp châu Âu. Theo đại diện tình báo Áo, Nga cũng gửi lượng lớn tiền mặt sang các nước láng giềng bằng đường bộ. Số tiền này sau đó sẽ được chuyển qua châu Âu, thường dưới dạng thư ngoại giao mà cảnh sát không thể kiểm tra. Hiện các nước liên minh châu Âu, EU đang xem xét đề xuất của Séc về việc cấm các nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước họ làm việc. Hồi đầu tháng 5 vừa qua, tuần báo Der Spiegel của Đức cho hay Praha coi các nhân viên ngoại giao của Moscow là gián điệp đang tìm kiếm những điểm yếu tiềm ẩn của khối. Bài báo nói rằng giới chức Czech tìm cách giới hạn sự di chuyển của các nhà ngoại giao Nga trong khối ít nhất kể từ mùa hè năm ngoái. Ngoại trưởng Czech được cho là đã đề cập lại vấn đề này vào tháng 4 trong cuộc họp của Hội đồng Ngoại giao EU tại Luxembourg. Theo đại diện tình báo Áo, Nga cũng gửi lượng lớn tiền mặt sang các nước láng giềng bằng đường bộ. Số tiền này sau đó sẽ được chuyển qua châu Âu, thường dưới dạng thư ngoại giao mà cảnh sát không thể kiểm tra. Hiện các nước liên minh châu Âu EU đang xem xét đề xuất của Séc về việc cấm các nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước họ làm việc. Thiếu tướng Pavel Muravenko, người đang giữ chức thứ trưởng quốc phòng thứ nhất của Belarus, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia ONT rằng hiện nay chúng ta đang chứng kiến 10 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn của NATO với tổng số hơn 20.000 lính đang cắm chốt gần biên giới của mình. 6 nhóm trong số này là của Mỹ, ông muraveko cáo buộc động thái trên của nato là phức tạp và gây căng thẳng tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang belarus nói thêm tình hình này buộc minsk phải đánh giá cẩn thận mọi hành động của liên minh quân sự do mỹ đứng đầu ông muraveko tiết lộ belarus đang nghiên cứu các kỹ thuật và phương pháp phía nato đang sử dụng và đã vạch ra các phương án để đáp trả tất cả những hành động thách thức có thể xảy ra ông muraveko lưu ý theo thông lệ các nhà ngoại giao phải nói chuyện trước khi súng ống lên tiếng bất chấp những tuyên bố về việc hạn chế hợp tác và liên lạc, quân đội của chúng ta vẫn tìm cách đối thoại và ngăn chặn chiến tranh. Tuy nhiên, Kiev khẳng định việc triển khai lực lượng đến biên giới không gây ra mối đe dọa nào cho Belarus. Người phát ngôn cơ quan biên phòng Ukraine Andriy Demchenko cho biết, ngược lại, chúng tôi buộc phải tự vệ, kể cả ở mặt trận Belarus, vì nước này tiếp tục hỗ trợ và đã mở cửa biên giới cho lực lượng Nga. Hồi tháng 2, thông tin được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko công bố, khoảng 32.000 binh sĩ NATO cùng hơn 1.000 xe bọc thép, 235 máy bay và trực thăng cũng đã được triển khai gần biên giới Nga-Belarus. Ông Lukashenko nói, tình hình không hề yên bình hơn trên lục địa châu Âu, kể cả ở gần biên giới Belarus, ở khu vực lân cận Belarus và Nga. Cũng theo ông Lukashenko, hai sư đoàn phòng không S-400 mới được đưa vào biên chế trong quân đội Belarus – S-400 của Nga là hệ thống tên lửa đất đối không di động được ví tương đương với hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ngoài ra, Belarus còn sở hữu hai sư đoàn khác trang bị hệ thống tên lửa Iskander-M. Xung đột ở biên giới Ukraine, Belarus căng thẳng khi Hội đồng Liên minh châu Âu EU gia hạn lệnh trừng phạt đối với Belarus. EU cáo buộc nước này có liên quan đến cuộc xung đột của Nga tại Ukraine hội đồng eu cho biết các biện pháp trừng phạt belarus tương tự các biện pháp mà eu đã áp đặt lên nga chủ yếu nhằm vào kinh tế trong khi đó ba lan litva latvia và estonia đang kiến nghị hội đồng eu xây dựng tuyến phòng thủ dọc biên giới của khối với nga và belarus